Mến chào quý khán thính giả thân thương đang xem chương trình thời sự khoa kỳ do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, xin quý vị hãy dành tặng cho Emily một like để tiếp thêm động lực ngày mới. Emily và cộng sự xin chân thành cảm ơn quý vị. Trở lại chương trình hôm nay, Emily cùng quý vị điểm qua một số tin đáng chú ý sau đây. Chu Biden và phe dân chủ tức sụp sôi khi Tổng thống Trump gặp Thủ tướng Hungary tại Maalago. Nghi án đảng dân chủ do Chu Biden sử dụng ma túy để hưng phấn trong bài phát biểu thông điệp liên bang. Bí mật kinh hoàng truyền thông Mỹ che đậy. Người cha sao vàng bị còng tay vì đòi sự công bằng từ Biden trong thông điệp liên bang về vụ 13 lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan. Và sau đây là phần thông tin chi tiết thưa quý vị cựu tổng thống trump gặp thủ tướng Hungary Orbán tại khu nghỉ dưỡng Maralago của ông ở Florida. động thái này như là một cái tác vả thẳng vào mặt Joe Biden và ngay lập tức Biden đã chỉ trích thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc của Hungary mô tả tổng thống Trump là người bạn tốt và thường xuyên bày tỏ hy vọng ông sẽ trở lại tòa bạch ốc ông Orbán cũng đăng các video ngắn trên tài khoản Instagram ghi lại cảnh ông Trump đón ông và phái đoàn tại Mar-a-Lago. Thủ tướng Hungary chào hỏi các trợ lý của ông Trump trong dinh thự và tặng bà Melania Trump bó hoa lớn kèm dòng mô tả người phụ nữ xinh đẹp. Ông Trump nói trong khi những người xung quanh bật cười, ông ấy không gây tranh cãi, vì ông ấy muốn như nào thì mọi thứ phải như thế, đúng không nào? Ông ấy là vị lãnh đạo quyền lực. Trước khi cuộc gặp diễn ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích sự kiện khi phát biểu trước người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử tại Philadelphia, bang Pennsylvania ngày 8 tháng 3. Mọi người có biết hôm nay Trump sẽ gặp ai tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hay không? Đó là Thủ tướng Hungary Orbán, người đã tuyên bố thẳng thường rằng ông ấy không nghĩ nền dân chủ hiệu quả và đang theo đuổi cách nắm quyền cứng rắn. Ông Biden cho biết. Ông Biden cũng chỉ trích người tiền nhiệm vì đã khuyến khích Nga tấn công các quốc gia NATO không góp đủ ngân sách cho liên minh. Tôi nhìn thấy tương lai nơi chúng ta bảo vệ nền dân chủ, không phải làm suy yếu nó. Ông Orbán, người thường xuyên bất hòa với Liên minh châu Âu EU về các chiến dịch chống nhập cư và những động thái nhằm để nhà nước kiểm soát nhiều hơn cơ quan tư pháp, tổ chức chính phủ và truyền thông. Ông Orbán được ông Trump mô tả là vị lãnh đạo vĩ đại và các chính sách bảo thủ của ông Orbán cũng được các chính trị gia theo chủ nghĩa dân túy ở Mỹ ca ngợi. Hungary là thành viên duy nhất của EU duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga sau khi chiến sự tại Ukraine bùng phát. Thủ tướng Orbán thường xuyên ủng hộ việc ngừng bắn ngay lập tức và đàm phán hòa bình. Ông cho rằng Trump, người từng nhiều lần tán dương Tổng thống Nga Vladimir Putin, đủ khả năng nhất để tìm cách chấm dứt xung đột. Thủ tướng Hungary từng khiến lãnh đạo các nước EU tức giận khi phản đối lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga và gặp Tổng thống Putin tại Bắc Kinh hồi tháng 9 năm 2023. Hungary đặt cược vào sự trở lại của cựu Tổng thống Trump. Cơ hội duy nhất trên thế giới để đạt được thỏa thuận hòa bình tương đối nhanh chóng là sự thay đổi chính trị ở Mỹ, và điều này liên quan việc ai là Tổng thống. Ông Orbán nói tại một diễn đàn kinh tế đầu tuần này, Thủ tướng Orbán nắm quyền từ năm 2010 phải đối mặt với căng thẳng với chính quyền Tổng thống Biden, chủ yếu do Budapest trì hoãn phê duyệt Thụy Điển gia nhập NATO. Tổng thống Hungary hôm ngày 5 tháng 3 ký duyệt nghị định thư xin gia nhập NATO của Thụy Điển, hoàn tất quá trình phê duyệt sau hơn một năm giàn co. Nghi án đảng Dân Chủ cho Joe Đình sử dụng ma túy để hưng phấn trong bài phát biểu thông điệp liên bang. Thưa quý vị, bài phát biểu thông điệp liên bang đầy nảy lửa của Joe Đình vào tối thứ Năm đã làm dấy lên suy đoán rằng Người đàn ông 81 tuổi này đã được cho dùng các loại thuốc kích thích như Adderall để giúp ông tỉnh táo qua đêm. Suy đoán đó càng được củng cố khi một quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc đăng lại tin nhắn trên X Twitter. Phó Giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc Herbie Ziskin đã tweet lại một bình luận được đăng trong bài phát biểu của Biden bởi phóng viên tạp chí New York Olivia Nussi và đính kèm câu nói ẩn ý rằng Tôi đoán đó là không có sự thiếu hụt chất bổ sung nào từ sau cánh gà tòa bạch ốc. Đầu ngày thứ Năm, bác sĩ tòa bạch ốc cũng đã nói với nhà báo Laura Egan của Politico rằng họ đảm bảo sức khỏe và tinh thần của Biden cho bài phát biểu quan trọng. Họ đã cho Biden đang nạp nhiều card hơn trước khi ông lên phát biểu. Trợ lý tòa bạch ốc đã nói, khi tôi phục vụ các bữa ăn của Biden, tôi thường nghe ông lập đi lặp lại rằng đây là một đêm trọng đại đối với Tổng thống Joe Biden. Và để chuẩn bị cho bài phát biểu của mình, khẩu phần ăn của ông ấy cũng rất khác ngày bình thường. Ông ấy bị ép buộc ăn mì ống vào trước ngày quan trọng đó. Nhiều nghi ngờ ông Biden đã sử dụng chất kích thích có thể là Adderall, bởi theo các chuyên gia quan sát cho biết, tác dụng của Adderall kéo dài từ 4 đến 6 giờ. Tác dụng của Adderall XR kéo dài tới 12 giờ, vi dạng Atero này được thiết kế để giải phóng nội dung của nó một cách chậm rãi trong một khoảng thời gian dài hơn. Đây được gọi là phế phẩm phát hành kéo dài. Biden rời tòa Bạch Ốc muộn để tham dự bài phát biểu lúc 9 giờ tối, đến điện Capitol muộn 16 phút, nán lại rất lâu trong phòng hạ viện và trên hành lang để nói chuyện với mọi người. Và sau bài phát biểu thông điệp liên bang, Joe Biden đã đến Philadelphia để tiếp xúc với cử tri. Tại đây, ông đỡ đẫn và khoe rằng tôi đã thức đến 2 giờ sáng nay để xem bài phát biểu của mình. Biden cũng ngập ngừng và dường như mất trí. Sau đó, ông bất giác nói với khán giả tại cuộc biểu tình ở Philadelphia rằng hãy cử tôi đến quốc hội. Cựu bác sĩ tòa Bạch Ốc là ông Ronnie Jackson đã nhận xét rằng Chà, họ đã hết thuốc cho nấy Tức giận, bối rối và lạ hết. Tôi nghĩ Hunter có thể đang kê đơn thuốc của mình ngay bây giờ. Mr. David Hansen cũng đề cập đến Adderall. Trên thực tế, Biden đã thể hiện một cách rất bất thường khi ông đưa ra bài phát biểu. Ông rất lưu loát nói rõ rằng ông ta hưng phấn và bắt đầu hú hét với phe đối lập đang ngồi trong phòng và thậm chí còn tấn công các thẩm phán tòa án tối cao. Quyết tâm không để lộ sự suy giảm nhận thức, thay vào đó Biden đến muộn trên bục và la hét không ngừng. Nhăn mặt, hùng hổ trong hơn một giờ đồng hồ. Nếu bạn nhìn vào cách Joe Biden thường, chậm chạp, vấp ngã so với cách anh ấy trong thông điệp liên bang bốc lửa và tức giận. Đây là những dấu hiệu điển hình cho việc ai đó sử dụng Adderall hoặc bất kỳ loại thuốc kích thích nào. Các bác sĩ chuyên khoa cũng bình luận rằng các dấu hiệu về việc sử dụng dược phẩm tiềm ẩn không chỉ dừng lại ở cách ông Biden phát biểu trong bài phát biểu dài gần 90 phút mà còn ở cách cư xử của ông. Ví dụ, ông Biden thường đặt tay lên bụng khi phát biểu từ máy nhắc chữ. Bà nói trong thông điệp liên bang, ông thường xuyên ra hiệu và di chuyển bằng tay với tốc độ nhanh. Ở nhiều thời điểm khác nhau, ông Biden dường như đã nói ngọng một số lời của mình. Điều đó không có gì mới đối với Tổng thống. Người đôi khi nói ngọng khi phấn khích. Nhưng tiến sĩ Lieberman cho biết tốc độ nói lấp của ông cho thấy ông đã được trợ giúp về tâm sinh lý. Bí mật kinh hoàng truyền thông Mỹ che đậy, người cha sao vàng bị công tây vì đòi sự công bằng từ Biden trong thông điệp liên bang về vụ 13 lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan. Thưa quý vị, một người đàn ông được xác định là Steve Niskoi, cha của đại tá thủy quân lục chiến Karam Niskoi, người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 21 tháng 8 năm 2021 vào cộng Abbey ở sân bay Kabul trong cuộc rút lui của Joe Biden khỏi Afghanistan, khiến 13 quân nhân Mỹ và khoảng 170 thường dân Afghanistan thiệt mạng đang cố gắng chạy trốn khỏi Taliban đang chiến thắng. Ông Niskoi đã bị an ninh bắt giữ và công tay tại Điện Capitol vào tối thứ Năm sau khi anh ta chất vấn Biden về vụ tấn công trong bài phát biểu thông điệp liên bang. Người nghe nghe thấy Niskoi gọi thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và cổng tù viện, trong số những thứ khác trong sự bùng nổ ngắn ngủi. Niskoi được cho là đã bị buộc tội nhẹ. Bức ảnh Niskoi bị công tay được phóng viên Ken Trần của USA Today đăng tải. Người biểu tình ngắt lời Biden và la hét về Abby sau khi bị áp giải ra khỏi phòng trưng bày của hạ viện đã bị còng tay. Nguồn gửi kèm ảnh này. Trong bài phát biểu gần đây nhất của SOTU, Chu Biden từ chối nói tên của 13 quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng trong cuộc rút quân thảm khốc tại Afghanistan của ông ta. Gia đình của những người đã ngã xuống không cảm thấy họ được Biden đối xử công bằng. Vào thứ tư, Tristy Sambin, mẹ vợ của Trung sĩ thủy quân lục chiến Nikogi, người cũng thiệt mạng trong vụ tấn công tại Abigail, đã xuất hiện trên CNN khi người dẫn chương trình Api D. Philip bị sốc khi nói với cô rằng Biden chưa hề nói chuyện với gia đình cô và tòa bạch ốc đã phớt lờ lời cầu xin của họ. Khép lại bản tin hôm nay, Emily và đội ngũ ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị em đã chọn channel YouTube của Emily để cập nhật các bản tin hàng ngày. Quý vị đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Đội ngũ ban biên tập luôn luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả. Và quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh BTV e -Post Time để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào từ chúng tôi nhé xin hãy để chúng tôi biết nếu quý vị hoặc bất kỳ ai trong cộng đồng có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh mới chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn sàng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung và tạo ra một môi trường thoải mái và hỗ trợ cho tất cả mọi người